Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm từ lâu đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến. Tiếp nối hành trình trải qua gần 17 năm tổ chức, phố Ôn Đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang là một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người dân đến tham quan và thưởng ngoạn. Phố Ôn Đồ là hoạt động thường niên được diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh niên, và năm nay phố Ôn Đồ được đầu tư công phu và bài bản về mặt hình thức lẫn nội dung hoạt động với hơn 50 ông đồ trẻ. Nhưng mà riêng bản thân em là người trẻ nhưng mà lại là nữ nữa thì nó lại là một cái điểm khác biệt đối với em. Nhưng mà đó thì em cũng thấy là cái thế mạnh để mà em có thể tiếp cận được các bạn trẻ cùng trang lứa với mình. Thường hàng năm thì mình cũng rất thích lại đây để xin chữ. Mình muốn mang lại cái may mắn trong năm tới. Hy vọng là qua cái phố Ôn Đồ này sẽ được quảng bá nên được cái nét đẹp văn hóa đến với tất cả mọi người. Và những ai mà chưa có dịp, chưa có cơ hội đến với phố Ôn Đồ thì hy vọng sẽ trong những vài ngày sắp tới sẽ có dịp tới đây để cùng tìm hiểu và thưởng thức được những cái nét đẹp văn hóa của Tết xưa Việt Nam ạ. Và Cát Tường đã trở thành một trong những người đầu tiên xin chữ của ông đồ Thanh Sáng. Phố Ôn Đồ sẽ được diễn ra từ 8 giờ tới 22 giờ ngày hôm nay cho tới ngày 8 tháng 2, tức là 29 Tết. Thưa quý vị, lần đầu tiên Bến Tre tổ chức chợ quê ngày Tết để phục vụ nhu cầu vui chơi thưởng lãm của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hoạt động chính thức diễn ra vào ngày 23 tháng 1 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2024. Trong ngày đầu diễn ra thì chợ quê ngày Tết, đông đảo người dân đến khu vực công viên Cái Cối thuộc xã Mỹ Thành An, thành phố Bến Tre để tham quan vui chơi. Điểm nhấn của sự kiện lần này là các gian hàng được thiết kế theo nét chân quê mộc mạc từ các vật liệu thân thiện với môi trường như là dừa, tre nứa, có khoảng 30 quầy hàng ẩm thực cùng các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của thành đoàn thành phố Bến Tre và xe thư viện thông minh lưu động của thư viện Nguyễn Đình Chiểu tham gia lễ hội. Ngoài ra, chợ quê ngày Tết còn có nhiều hoạt động văn hóa như là múa dân vũ, đờn ca tài tử, viết chữ thư pháp, học các cách đồ vật bằng lá dừa, hoạt động trưng bày giới thiệu sách. Hơn 59,3 tỷ đồng doanh thu với hơn 758.000 bản sách được bán ra trong năm 2023 là những con số ấn tượng được Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh công bố. So với năm 2022, các thống kê đều tăng từ 10 đến 15% trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có nhiều khó khăn. Điều này cho thấy nhu cầu đọc sách vẫn rất được người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và du khách đến với thành phố nói chung quan tâm. Trong năm 2023, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 275 chương trình sự kiện, trong đó các hội sách và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đã tăng gấp đôi so với năm 2022. Riêng mảng sách thiếu nhi, hơn 7,8 tỷ đồng doanh thu đã đạt được. Lượng khách đến với Đường sách trong năm vừa qua cũng ước tính tăng 10% so với năm trước. Sau 8 năm đi vào hoạt động thì đến nay doanh thu của Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gấp 2,3 lần, phần nào có thể phản ánh được sự phát triển về văn hóa đọc của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có định hướng phát triển Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến văn hóa và mỗi người khi đến đây đều sẽ trở thành một đại sứ văn hóa. Cái doanh thu nó cũng tăng lên là bởi vì cái phương thức bán hàng nó được thay đổi. Cái thứ hai nữa đó là đa dạng hóa cái nguồn sách, đa dạng hóa cái đề tài cũng như là tổ chức nhiều cái hoạt động nó gắn với sách, thành ra nó thu hút được cái công chúng đến đông hơn. Cái văn hóa sách bây giờ của người Sài Gòn họ cũng nâng lên cũng nhiều lắm, cho nên thấy đa số mọi người cũng đi xem sách, mua sách nhiều, rồi nó cũng có những cái quán cà phê rồi để như mình hẹn hò bạn bè rồi tới đây. Không gian rộng như là thoáng mát rồi mọi thứ rất là tuyệt vời luôn. Với sự phát triển của Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và năm 2024 thì Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở rộng thêm một Đường sách Thành phố Thủ Đức nữa, thì đây sẽ là một những cái điểm nhấn và tạo đà để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là sẽ đầu tư xây dựng thêm những cái đường sách khác ở các cái vùng địa phương khó khăn, đặc biệt là ở bốn cái trục Đông Tây Nam Bắc của thành phố. Trong định hướng phát triển văn hóa đọc đi cùng với phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đầu tư các không gian đọc sách như công viên sách, thư viện sách cộng đồng ở các địa phương, đồng thời mở rộng thêm các hoạt động về đêm tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.